Đoàn của mình đã đến khu di tích Lam Kinh rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi bằng xe điện nha, và có hướng dẫn viên du lịch đi theo nữa. Mời các bạn đi theo tham quan di tích Lam Kinh với mình. Let's go. Theo các bạn, đây là di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở tỉnh Thanh Hóa. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá di tích Lam Kinh. Mời các bạn theo mình nha. Đây. Cả đoàn lên xe. Hồi ai cũng có khăn đẹp hết trơn. Ai cũng có khăn đẹp. Ôi em lấy xe luôn hả? Em dễ thương quá. Rồi để không. Lối đi giữa rộng nhất dành cho vua. Hai lối hai bên hẹp hơn dành cho quan. Bên trái là quan văn, bên phải là quan võ. Cái cũ mà từ ngày xưa còn lại là bốn chân tầng đá kê cột thẳng giữa. Hai vầng nhật nguyệt hai bên. Phía ngoài có ngọn môn, đây là hai quân nghê đá canh giữ đất thần đạo. Toàn bộ công trình được dựng lại bằng gỗ lim nguyên khối trên nền đá cổ ngày xưa. Vào năm 2009, do công ty cổ phần mía đường Nam Sơn đã cung tín toàn bộ ngọn môn này. Trên cửa giữa các chị thấy, đúng rồi ạ, được dựng lại chị ạ. Trên cửa giữa các chị thấy ba chữ màu vàng to, đọc từ phải sang trái: đại ngọ môn. Môn là cửa, đại là lớn và ngọ là hướng nam, nghĩa là cửa lớn quay ra hướng nam. Vậy như ban đầu ông chia sẻ với chúng ta, ngọ môn Lam Kinh có ba lối đi: lối giữa dành cho vua, hai lối hai bên dành cho quan. Bên trái là quan văn, bên phải là quan võ. Nhưng thấy các chị trái phải đang ngược hướng các chị đi vào, như các em đứng thấy này. Bên này sẽ là cửa quan văn, bên kia là cửa quan võ. Thì em xin phép mời chúng ta cùng qua cửa quan văn vào bên trong. Mình sẽ đi vào quan văn, lát là các chị nhớ ra quan võ nha. Vào văn, ra võ, cho quan võ xong. Vào văn, vào võ. Không sao đâu, các chị ơi. Vào cửa quan văn. Gỗ nè. Vào văn, ra võ. Đây là gỗ này, gỗ lim nè. Ôi cây đa đẹp quá. Đây các chị, hiện đây cây đa của Lam Kinh ấy, được du khách tập trung đánh giá. Đây là cây mà có vị trí và hình dáng mọc đẹp nhất Việt Nam. Đẹp quá trời đẹp luôn. Hình dáng ta nhìn thấy ngay đúng không ạ? Nhưng còn cái vị trí tại sao lựa chọn đẹp nhất Việt Nam được? Bởi vì thưa các chị, cái mô hình làng cổ Việt Nam là cây đa, giếng nước, sân đình. À, đúng luôn, có giếng luôn nè. Hiện tại em đang dừng chân sân đình rộng. Ngay bên cạnh mái đình có cây đa cổ thụ này. Nên vị trí được lựa chọn đẹp nhất Việt Nam là như vậy. Đẹp nhất Việt Nam. Cây này có một tên rất đặc biệt, tên là cây đa thị. Tại sao gọi là đa thị? Là cây đa nữ. Từ bao giờ, bên hữu ngọn môn đọc ở đây là cây thị. Cây thị. Cho quả. Khi mà quả chín chim cây thị nhớ xíu. Ăn quả thị. Vô tình trong lần chim kéo ăn quả thị, nó lại công lên những cái hạt đa. Hạt đa rơi hốc đất, lâu dần nảy mầm ôm trọn cây thị bên trong. Một gốc nhưng có hai ngọn, vừa đa vừa thị. Mùa nào quả đấy, mùa thị cho quả thị, vừa đa cho quả đa. Chính vì vậy, dân quanh vùng đã gọi cây này là cây đa thị. Cây đa thị. Nhưng mà thưa các chị, rất là tiếc, cách đây 17 năm, năm 2007, cây thị ở bên trong, cây đa bọc bên ngoài, sức sinh tồn đa cấp hơn. Vì thế cây đa bị hút dinh dưỡng cây thị. Cây thị bị héo và chết. Các chị tính từ mặt đất này lên chiều cao thân cây bên tay trái và mình khoảng 5 mét. Có cái cành cây bị cưa nó chìa ra phía ngoài đấy. Chính là vết tích của cành thị trước đây. Rễ đa bọc bên ngoài cành thị. Cây này khoảng trên dưới 300 năm tuổi. Nhưng rất là may mắn cho Lam Kinh, đến năm 2015 chúng ta tình cờ phát hiện ra mầm thị nảy trong gốc ra. Tay phải gốc cây đa có ngọn màu xanh đang chế về sân rồng và chống cây xào đấy. Chính là cây thị. Người ta gọi đó là sự hồi sinh, nghĩa là sống lại. Giống như các cụi mình có câu ca là gì: chớ than phận khó ai ơi, còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Minh chứng cho cái sự lạc quan và cố gắng đây. Đây chính là cây thị đấy các chị nha, chống cây sao đấy. Trời ơi. Còn thưa các chị, chúng ta đứng ở sân rộng này có tên gọi là sân rồng hay là sân trầu, rộng tới hơn 3.000 mét vuông. Ngày xưa, mỗi lần vua về tế tổ Sơn Lăng thì vẫn diễn ra việc hành lễ, tế lễ. Sân này chính là sân diễn ra việc hành lễ và tế lễ đó. Còn ngày nay, vào các ngày 21, 22 tháng 8 âm lịch hàng năm là ngày giỗ của Lê Lai và Lê Lợi. Người ta dựng lại cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, cũng như ngày lễ vào đăng quang tại sân này và gọi là lễ hội Lam Kinh. Thanh Hóa các em có câu ca dao: hôm mốt Lê Lai, hôm hai Lê Lợi, hai ba giỗ bà hàng dầu, mưa trời đa bánh. Hàng năm, cứ đến lễ ngày 21, 22 và 23 tháng 8 âm lịch là lễ hội Lam Kinh diễn ra tại sân rồng này.
Như vậy hơn nửa tháng trước đây chính là lễ hội Lam Kinh. Phía sau của chúng ta không gian sân khấu lễ hội đang còn đấy các chị. Và thưa các chị, ngay sân rồng là chính điện Lam Kinh, công trình gỗ đồ sộ. Để lên chính điện Lam Kinh nếu đi bộ là chúng ta bước qua chính bậc thềm rồng. Nhưng mà chúng ta đi bằng xe điện, chứ điện không chạy qua các bậc để lên trên được. Lát đã mình chụp hình xong sẽ lên xe điện, các em đưa mình thăm bia Vĩnh Lăng bên góc này trước. Và ta đi vòng đường rừng cây mát mẻ bên ngoài, ta vào thăm công trình chính điện sau. Bây giờ em mời các chị mình chụp ảnh cây. Thành phố Hồ Chí Minh đây là các giảng viên. Làm quá các bác thế mình đứng lên mình chụp ảnh nhé. Dạ rồi. Như tập viên Quang Minh đúng không? Bấm đây để quay. Quang Minh đúng không? Đúng rồi. Bấm một phát để quay. Nào, đâu ạ? Đứng ở đây chụp đẹp anh em. Vâng. Hôm rồi mới chụp với Quang Linh với Hằng Du Mục mà. À vâng. Vâng. Anh Bo Đen. Rồi. Vâng. À, đây là các bác đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng ra đây để tham quan khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam. Diện tích của điện này rộng hơn 1,600 m² gồm 3 tòa nhà được dựng theo hình chữ Công trong chữ Hán, nghĩa là chữ Y là mã của chúng ta. Nếu nhìn ngang mình đang đứng, điện có hình chữ H vẽ in hoa. Qua các đợt khảo cổ, nghiên cứu các nhà khảo cổ đánh giá rằng điện Lam Kinh lớn hơn điện Thái Hòa trong Huế. Năm 1456, vua Lê Nhân Tông về tế tổ Sơn Lăng, ông đặt tên 3 tòa điện này. Phía trước là tiền điện có tên Quang Đức, nhà Đức Sáng gồm 7 gian hai trái. Dọc cửa giữa là Sùng Hiếu, nhà Tôn Sùng Đạo Hiếu gồm 3 gian hai trái. Và ngang về sau là Diễn Khánh, nhà Tốt Lành cũng gồm 7 gian hai trái. Tổng cộng 3 điện này 17 gian 6 trái với 138 ô tô như vậy. Hiện tại đang còn lại 127 chân đá kỳ cột vẫn nguyên vị trí từ ngày xưa. Trải qua thời gian chính điện Lam Kinh xưa không còn nữa. Năm 2010, nhà nước đang trùng tu lại công trình gỗ như bây giờ với tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng. Bên trong là công trình sắt vàng thắn toàn bộ, hoàn toàn là gỗ lim nguyên khối. Riêng một mình công trình này đã sử dụng ít hơn 2.000 mét khối gỗ lim. Nhưng thưa các chị, đây chủ yếu là gỗ lim làng. Việt Nam của mình này không một nơi nào tập trung được nhiều gỗ lớn như vậy đâu. Nhưng rất là may mắn tại Lam Kinh khi mà chúng ta dựng công trình này bên góc rừng phía tây sau lưng tay trái của chúng ta. Lát nữa em đưa các chị đi qua đấy. Có một cây gỗ lim hơn 600 năm tuổi tự hiến thân dâng mình dựng cột. Nghĩa là vào tháng 1, tháng 2 âm lịch của năm 2010. Hiện tại trong quá trình trùng tu Lam Kinh dựng mới được có 5 tòa thôi, đang còn thiếu 4 tòa nữa. Tay phải của chúng ta đi vào thiếu tòa số 1, số 2, tay trái đi vào thiếu tòa số 8, số 9 được chưa dựng được. Ở đây mới được tòa số 3, số 4, số 5, số 6 và số 7. Những tòa này dựng lại bằng gỗ lim nguyên khối. Hiện tại cứ mỗi một tòa như vậy sẽ thờ 3 vị vua. Riêng tòa số 5 ở giữa chúng ta đang đi vào đây ạ, là tòa có diện tích rộng nhất thờ 3 vị tổ của nhà Lê, bao gồm Thái Tổ Cao Hoàng Đế Lê Lợi, Tiên Tổ Hoàng Đế Lê Khóa là thân phụ của Lê Lợi và Hiển Tổ cho Hoàng Đế Lê Đinh là ông nội của Lê Lợi. Các chị mình không có nhiều thời gian để tặng tòa, em đã mời chúng ta đến tận số 5, các vị tổ nhà Lê, bởi có tổ có tâm trong ba bên nhà các chị. Dân hương này, đi dân hương này các bạn. Khiến như quân mình tại Đông Quan và các trấn thành bị bao vây và buộc phải đầu hàng. Cuộc khởi nghĩa Lạng Sơn kết thúc thắng lợi, đất nước chỉ hoàn toàn. Ngày 15 tháng 4 năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế. Trong nhà và có thể dâng một hoặc là dâng ba, em sẽ chia ba, sau còn ít thì em sẽ chia một cái một nhé. Rồi. Đây là tấm bia cổ lớn và đẹp nhất Việt Nam, được dựng năm 1433, tức là từ khi vua Lê Thái Tổ Bắc Hà, 591 năm rồi. Riêng phần nhà chia bia chúng tôi bằng gỗ lim dựng lại năm 1960, hoàn thành 1961, cũng đã hơn 60 năm. Đặc biệt nữa là chất liệu làm nên tấm bia và rùa. Bia và rùa làm bằng đá trầm tích nguyên khối, tích tụ hàng trăm triệu năm ở đáy biển. Chúng ta có thể nhìn thấy trên đầu và lưng rùa vẫn còn lại. Dạ. Mọi người đang quay nè. Quay. Lam Kinh nè. Đi Lam Kinh nha mọi người ơi. Ok. Bye bye em. Cảm ơn. Giọng hay quá, dễ thương quá. Rồi, bye bye Lam Kinh nha.
Mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Xin chào tạm biệt các bạn.